Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Máccô. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Hôm ấy, Chúa Giêsu hiện ra với nhóm 11 và nói với các ông rằng: Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo tin mừng cho mọi loài thọ tạo. Ai tin và chịu phép rửa sẽ được cứu độ, còn ai không tin thì sẽ bị kết án. Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin. Nhân danh Thầy họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ. Họ sẽ cầm được rắn và dù có uống nhầm thuốc độc thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh thì những người này sẽ được mạnh khỏe. Nói xong, Chúa Giêsu được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. Còn các tông đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng. Đó là lời Chúa. Con kính chào cộng đoàn phụng vụ. Như chúng ta cũng đã biết, hôm nay giáo hội mừng lễ gọi là Khánh Nhật Truyền Giáo. Trong bản văn của sách lễ Roma ghi rất rõ là Thánh lễ cầu nguyện cho việc loan báo tin mừng. Tức là ngày hôm nay chúng ta dành đặc biệt để cầu nguyện cho việc truyền giáo. Nhưng chúng ta cũng được nhắc nhở và nhắc nhớ rằng đó là bản chất của chúng ta. Cho nên trong bài giảng này con sẽ chia sẻ hai điều. Thứ nhất, thế nào là bản chất của việc truyền giáo của chúng ta? Và thứ hai, chúng ta phải truyền giáo làm sao? Vì chúng ta đâu phải tất cả là linh mục tu sĩ. Điều đầu tiên, truyền giáo là bản chất của người Kitô hữu. Nói về bản chất, chúng ta còn lấy ví dụ đi. Vàng. Vàng thì dù là mình đeo nhẫn, làm cái lắc, làm dây chuyền, hay là để một cục như vậy, nó vẫn là vàng. Đó là bản chất của nó, không có thay đổi. Nhưng mà có thể người ta sẽ làm cái nhẫn để đeo ở tay, làm cái đồ trang sức. Có thể người ta chế tác làm dây chuyền, làm đồ trang sức. Đó là sứ vụ. Cho nên cái việc truyền giáo là bản chất của người Kitô hữu, không phải chỉ là của linh mục tu sĩ, của các sơ hay của con. Của các sơ hay của con là sứ vụ. Sứ vụ tức là cái gì? Tức là cái chuyên biệt riêng, làm nhẫn, làm vòng đeo cổ. Còn bản chất vẫn là vàng. Cho nên rất nhiều khi chúng ta có cái thói quen sống đức tin như vậy nè. Thôi thì cái việc truyền giáo cho các sơ các cha lên vùng dân tộc thiểu số đó, còn mình á, mình cứ lo chu toàn cái bổn phận của mình thôi. Chủ nhật đi lễ, sống đàng hoàng đức tin. Và chúng ta hiểu sai cái bản chất truyền giáo, Chúa buồn lắm. Bản chất của chúng ta là truyền giáo. Khi chúng ta lãnh nhận bí tích rửa tội là chúng ta lãnh nhận cái công việc truyền giáo là bản chất của mỗi chúng ta. Tất cả mọi người không trừ một ai. Khi chúng ta chịu phép rửa tội, ngày chúng ta lãnh nhận bí tích rửa tội, chúng ta trở thành Kitô hữu, là ngày đó chúng ta nhận sứ vụ mang tin mừng đến cho người khác. Thế nhưng mà câu hỏi đặt ra là chúng ta phải truyền giáo làm sao? Chúng ta phải truyền giáo làm sao? Quý ông bà anh chị em có nghe bài đọc 2 rất là hay không? Con xin lỗi là hôm nay là ngày lễ Khánh Nhật Truyền Giáo có bài đọc riêng, nên mỗi bài nó nằm một nơi á, nên các từ tác viên sẽ vất vả lắm. Thông cảm cho chúng con. Quý ông bà anh chị em hãy nghe lại chích thư Roma chương 10 câu 10. Nhớ cho con chương 10 câu 10. Thưa anh em, nếu miệng bạn tuyên xưng Đức Giêsu là Chúa
và lòng bạn tin rằng Thiên Chúa làm cho người sống lại từ cõi chết, thì bạn sẽ được cứu độ. Như thế để được cứu độ phải có hai tác động này: một là lòng bạn phải tin thật sự, hai là miệng bạn phải tuyên xưng. Thế thì bấy lâu nay chúng ta chỉ có một vế hả? Chúng ta chỉ nói tôi tin Chúa thật lòng, còn tôi sống sao? Tôi đi lễ, đi nhà thờ, có Chúa biết. Có khi có nhiều người bất mãn các ông cha xứ đó, nói tôi tin có Chúa biết à, tôi không tin mấy ông cha. Không, hãy nhớ, nếu lòng bạn tin rằng, nếu miệng bạn tuyên xưng Đức Giêsu là Chúa và lòng bạn tin rằng như vậy, thì bạn sẽ được cứu độ. Hai tác động. Nhiều khi mình tin thật đó, nhưng mình không có tuyên xưng. Tại sao không tuyên xưng? Tại vì nhiều khi mình sống đức tin ở ngoài đó, mình là thiểu số của ông bà anh chị em. Mình là thiểu số. Hồi xưa con đi học đại học, trường đại học của con đó, cái khoa của con 40 mấy sinh viên, có mình con là người Công giáo. Đi ăn cơm hay là đi tiệc chung đó, là trước khi ăn là con làm dấu. Nó chọc con sao quý ông bà biết không? Nói là mày làm, hãy xem đông làm gì, làm vẽ bùa gì đó. Và mình trở thành đề tài để người ta trêu ghẹo. Và nhiều khi như vậy mình không đủ khả năng tuyên xưng. Miệng chúng ta không còn khả năng để tuyên xưng đức tin nữa. Tuyên xưng đức tin bằng cách nào nữa? Bằng cách mình sống nữa. Có nhiều khi xã hội bây giờ mình mà không theo cái kiểu của nó, mình khó sống lắm. Có nhiều bạn trẻ chia sẻ: cha, con biết điều này là sai, điều này là sai, hối lộ là sai, nhưng mà con không làm không được. Hỏi sao vậy? Con phải ở trong cái ekip đó, ở trong cái band đó. Cho nên đôi khi mình tin trong lòng thật đấy, nhưng mà miệng chúng ta không đủ để tuyên xưng. Vâng, bạn chị em có đồng ý chuyện đó? Thế thì mình phải truyền giáo làm sao? Chúng ta truyền giáo bằng lời nói, bằng lời nói, bằng cử chỉ, bằng sáng kiến hành động và bằng cầu nguyện. Bằng cử chỉ là sao? Làm dấu thánh giá một cách xác tín, tuyên xưng đức tin. Bằng cách mình nói năng lịch thiệp, lịch sự. Người Mỹ họ có cái câu: cửa miệng Chúa phù hộ bạn. Tiếng Mỹ là God bless you. Và cái câu đó nó trở thành cái câu chúc lành cho người khác. Rất là hay, ý nghĩa truyền giáo. Lời nói, cử chỉ. Cử chỉ, chúng ta hãy làm việc thiện, việc tốt lành. Ai đi xe Grab thì mình truyền giáo bằng đời sống của mình. Người ta quên đồ, mình không có gian tham, mình không lấy, mình trả lại cho người ta. Hoặc mình tử tế trong những chuyến xe của mình. Đó là cách tuyên xưng tốt nhất và cách để truyền giáo tốt nhất. Có một dịp nọ, con có đi xe taxi của một anh tài xế. Trên xe có để quyển Kinh Thánh Tân Ước. Con nói là: anh là người Công giáo hả? Dạ, tôi là người Công giáo. Anh đọc Kinh Thánh hả, thường xuyên hả? Dạ, con cũng có đọc, nhưng mà chủ yếu con để đó để cho khách người ta đi đường, người ta có thể người ta đọc được lời Chúa. Hay không quý ông bà anh chị em? Hay lắm. Con linh mục, con đâu có truyền giáo như vậy được, bằng vậy đâu. Đó là sáng kiến tuyệt vời. Quý ông bà anh chị em cũng có thể có nhiều sáng kiến như vậy, nếu lòng chúng ta thật sự sống tinh thần truyền giáo. Hay là mình có thể góp công góp của cho việc truyền giáo. Ví dụ các cha các sơ ở vùng cao, vùng sâu,
không có điều kiện để giúp cho người ta, mình có thể mình đóng góp một chút. Đó là cách chúng ta truyền giáo. Hoặc chúng ta có thể giúp những người nghèo xung quanh chúng ta. Chủ nhà trọ có thể giúp cho người trọ của mình một cái điều tốt lành là mình cũng đang truyền giáo. Có những người bạn trẻ lên Sài Gòn làm việc, có câu chuyện họ kể như vậy. Đi xin vô một quán phở làm việc, thì cái cô bé đó cũng mới hai lúa mới lên mà, cho nên vụng về lắm, làm đổ tháo vỡ, ngày kia làm vỡ cả chồng tô mà. Tô đẹp không? Và cô ấy lo sợ lắm, sợ bị đuổi việc, sợ phải đền. Gặp anh chủ đi vào, anh chủ nói đừng nói cho ai nghe, cứ nói là chú làm đổ. Rồi lát nữa anh chủ vừa ra thì cô chủ vào nhìn thấy đống chén vậy thì nói đừng có nói cho chú, đừng nói mọi người, cứ nói cô làm đổ. Tự nhiên cô bé được cảm thấy sao mà họ tốt vậy, vì họ tin Chúa, vì họ là người Công giáo. Và sau này cô bé đó khi quen một người Công giáo, tự nhiên có cảm tình và muốn theo đạo luôn. Đó là cái cách truyền giáo đó, bằng đời sống của mình, bằng sáng kiến, bằng cử chỉ, bằng hành động của mình. Hay là trong giáo hội của chúng ta, khi chúng ta đón nhận một người tân tòng vào đạo á, thì phải có một người đỡ đầu. Quý bạn chị em đây chắc là các cô chú lớn tuổi này sẽ đỡ đầu nhiều người rồi đúng không? Hãy đặt ra tôi sẽ đỡ đầu cho 1, 2, 3, 5, 10 người, và những cái người đó tôi sẽ nhắc nhở họ giữ đạo, sống đạo. Cuộc đời Kitô hữu của chúng ta hãy đặt ra mục tiêu cho mình, hết cuộc đời này tôi sẽ giới thiệu cho Chúa bao nhiêu người. Cha Nguyễn Cao Siêu ở dòng tên đó, cha nói là mỗi người Kitô hữu chỉ cần giới thiệu cho Chúa 1-2 người thôi là chúng ta cũng có lý do để chúng ta đến trước tòa Chúa. Chúa, chúng ta có thể nói với Chúa, Chúa còn đã giới thiệu cho Chúa 2-3 thành viên tin Chúa, phải không? Quý ông bà anh chị em, hôm nay đi tham dự thánh lễ này, chúng ta cầu nguyện cho công việc truyền giáo, nhưng chúng ta cũng hãy đặt một mục tiêu cho cuộc đời của mình. Mình sống đức tin và mình giúp cho anh chị em của mình biết Chúa. Hết cuộc đời của tôi giới thiệu cho 1-2 người thôi biết Chúa là thành công rồi. Và cuối cùng và quan trọng nhất, chúng ta phải cầu nguyện. Vì nếu chúng ta không cầu nguyện, việc chúng ta làm không có ý nghĩa, không có kết quả. Chúng ta phải xin ơn Chúa, chúng ta cầu nguyện. Dù chúng ta hành động như thế nào hay chúng ta chưa hành động, chúng ta vẫn phải cầu nguyện. Chúa sẽ làm, Chúa sẽ làm cho cuộc đời của mình, làm chúc lành cho những quyết tâm của mình. Và ngày hôm nay chúng ta tham dự thánh lễ này, con mời gọi tất cả mọi người, chúng ta hãy đồng tâm nhất trí một ý nguyện thôi. Cầu nguyện cho công việc truyền giáo của giáo phận chúng ta, của giáo hội được mỗi ngày trổ sinh hoa trái. Amen. Còn mời cộng đoàn đứng, chúng ta cùng tuyên xưng niềm